con mừng kỷ niệm 50 năm. Lớp Doan chúng con xin kính chào quý cha giáo ở khắp mọi nơi. Kính chào các anh em miền Đông, miền Tây, các anh em ở bên Mỹ, bên Úc, bên Canada, bên Đức và tất cả mọi người. Các con, các cháu trong lớp Doan cùng hiệp thông giờ phút này để tạ ơn Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm Chúa thương gọi chúng ta thành một gia đình Doan. Sau đây chúng ta cùng hát Kính Thánh Phụng là người Chúa đã gọi chúng ta vào dưới sự chở che của mái trường Châu Đốc ATP Á Thánh Phụng. Chúng ta cùng hợp ý qua bài hát Thánh Phụng. Về trời xa sông và chiến sĩ trên đường trông trăm ngàn đầu đường con nao đúng nỗi ngàn trường ta đi đi bên thành hùng xưa trên đường máu hy sinh dầu gian lao quyết theo Chúa lên thiên đường thánh phụng đã chiến thắng oai hùng trên chốn máu đào chứng minh lòng sắt son dù gông cùng dù gian lao muôn ngàn nỗi đức tin kiêu hùng thờ Chúa luôn luôn lòng ơi thánh phụng đã chiến thắng oai hùng ngày nay trên chốn sáng tươi muôn đạo quang nguyện xin người cầu muôn ơn cho chân thế đi bước theo người vào lối lên thiên đường nhìn trời cao khi ai hát sang yêu vì sao còn dày nặng trong bao chi anh nào thiên ngang nhìn bước trên đường tương lai buồn xa ca lên cầu ơn trên chúng ta chỉ ghi vững thêm trên đường làm chứng nhân cho Thiên Chúa tình yêu. Xin kính chào.